Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để khỏi bỏ lỡ những hàng hóa, những sản phẩm khi B update lên nha. Và hôm nay B sẽ có thêm một món nữa xin giới thiệu tới tất cả quý vị. Đó là B có bán thẻ nhớ như thế này, USB như thế này nha quý vị. Xin lỗi, USB chứ phải là thẻ nhớ thì nhỏ quá. USB và ổ cứng, chép nhạc chất lượng cao nha. Ai thích mua USB thì mua. USB bên B là 128GB của hãng Kington nha quý vị. Đây, rất là xịn sò nha. Còn ổ cứng đây, ổ cứng 1T, 2T gì cũng có hết. Nếu như ai cần chép nhạc gì thì alo cho B. Gọi cho B qua số điện thoại bên góc màn hình nha quý vị. Bây giờ thì B không có thời gian làm CD nữa nên B bán cái này. Đấy, rất là tiện lợi. Ai thích nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nói chung là nhạc tiền chiến gì thì cứ alo cho B. Thì B sẽ chép nhạc cho quý vị nha. Quý vị nhớ liên hệ với B nha. Đây. À, được chưa? Quý vị nhớ liên hệ nha. Để chúng ta có cái để nghe nhạc. Nói chung là nghe qua cái này thì quý vị khỏi bị phiền não bởi những cái quảng cáo liên tục khi chúng ta chưa nghe xong một bài hát. Mà quý vị bị nghe bởi những cái quảng cáo thì quý vị nghe cái này rất là tiện ha. Và tiếp theo là hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị hai con âm ly cùng model rất là đẹp quý vị ạ. Đó là con âm ly Điền Ngon với model là 1500 AE, DMA 1500 AE. Quay cận cảnh luôn nha. Hai con này như nhau luôn, không khác gì hết. Nói chung là về ngoại hình y chang. Model đã giống nhau rồi. Ngoại hình là không có con nào xấu, không có con nào xấu hết. Con nào cũng đẹp hết nha quý vị. Và hai con đều có còn hai cái remote riêng theo máy luôn nha. Và cái remote của nó rất là gọi là sao, rất là thần thánh quý vị ạ. Bởi vì ngoài nó chỉnh cho được âm ly này thì nó chỉnh cho được tất cả các dòng CD của hãng Đèn Non luôn, tất cả các model luôn quý vị ạ. Đó, rất là thần thánh chưa. Riêng nha, remote riêng luôn nha. Hai dây nguồn cũng theo máy luôn. Đây, dây nguồn của nó đây nè. Đây. Rồi. Cái con 1500 AE này nè, nó thêm một chức năng cũng rất là tiện lợi nữa là nó có thể vừa làm rè mà có thể làm power luôn quý vị ạ. À, nếu như ai cần dùng rè ra thì quý vị dùng. Và nó đánh được hai cặp loa, đánh được hai cặp loa nha. Và nó đánh từ 4 tới 16 ohm nên rất là dễ cho quý vị đối với những cái loa mà 4 ohm. Đã được sản xuất tại Nhật Bản và công suất tiêu thụ điện của nó rất là lớn, 250W nha quý vị. Bi quay rất là kỹ nha, cực kỳ kỹ luôn. Ai hôm bữa dặn bi nè, dặn bi thì hôm nay quý vị nhớ lên sớm nha. Nay hoàn hóa rất, nói chung là có hàng này nói chung là cực kỳ, nói chung là phải gọi là rất là hiếm rồi. 4 tới 16 ohm và nó chơi được bi quay luôn, nó đánh A cộng B nha, A cộng B hoặc A hoặc B và nó chơi được bi quay luôn. Quý vị có thể đấu nối bi quay với những cái loa có 4 cầu, với những cái loa đánh được bi quay. Còn những cái loa không đánh được bi quay thì có âm ly bi quay cũng chịu quý vị ạ. À, không có chỗ che luôn nha quý vị, rất là đẹp, cực kỳ đẹp. Và dòng này thì nó chạy 4 con sò Ultra Hard Mode này nè quý vị. Sò này nó cũng chạy trong những cái con 2000, 2024 đều những chạy những con sò này nè. Quay kỹ luôn, quay chung là quay không sót chỗ nào nha. Và cái dòng này là dòng chạy 2 tăng phô nha quý vị. 2 tăng phô nè. 2 tăng phô. Hôm nay thì bị không có tháo. Nhưng mà bảo đảm bao riêng tuyệt đối quý vị. Quý vị nhìn hàng nó còn đẹp còn mới. Vậy là nói chung là biết hàng chuẩn xuất tay rồi. Rất là ok, rất là đẹp. Được chưa? Và mức giá bi đang bán là 11.500.000 cho con âm ly BMA 1500 AE.
có remote luôn nha quý vị. Có remote zin luôn, không phải remote lô, remote zin theo máy luôn nha, rất là hiếm. Rất hiếm khi có remote này. Và quý vị cũng đừng có hỏi Bi là có bán remote riêng không nha. Không đâu nha, bán chung theo con Amplay luôn. Quý vị nhớ dùm Bi nha, bán chung luôn. Còn nếu như ai có ở nhà có CD mà chưa có cái remote này thì quý vị muốn có remote thì cũng phải mua cái Amplay này, hoặc quý vị mua cái remote lô. Nhưng còn Bi không có bán riêng, và mức giá 11.500.000. Ai cần thì liên hệ cho Bi sớm nha. Hiện Bi đang có 2 con. Còn nếu như quý vị nào chậm thì không biết có cần hay không thì Bi không biết được đâu nha. Còn bây giờ Bi sẽ test nhạc nha quý vị. Bi sẽ test nhạc một bản nhạc cho quý vị cùng nghe. Nói chung là đánh con hôm nay đánh rất là lực nha quý vị. Nay sao nghe khác từ tên.